Quý thiên chủ tuổi Bính Thìn kính mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Điển Tử Vi sẽ chia sẻ với quý thiên chủ về tử vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023, để giúp cho quý thiên chủ đốn lành, lánh dữ, có được một tháng nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Kính chúc quý thiên chủ luôn mạnh khỏe và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người đã chỉ rõ đúng tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, vận trình của quý thiên chủ sẽ làm ăn gặp thời, đổi đời giàu sang, có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn, tiền vàng ngập két. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua, thì xin mời quý thiên chủ tuổi Bính Thìn cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ về tử vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, tháng 4 âm lịch, năm Quý Mão 2023, với những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, tổng quan tử vi tuổi Bính Thìn. Thứ hai, tử vi sự nghiệp. Thứ ba, tử vi tài lộc. Thứ tư, tử vi tình duyên, gia đạo. Thứ năm, tử vi sức khỏe. Thứ sáu, tử vi chi tiết từng tuần cho tuổi Bính Thìn trong tháng 4 âm lịch. Thứ bảy, tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Thìn. Và cuối cùng là cẩm nang vượng vận cho tuổi Bính Thìn trong tháng 4 âm lịch 2023. Tổng quan về tử vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, là tuổi con rồng, thuộc mệnh sa trung thổ, nghĩa là đất lẫn trong cát. Sa trung thổ là loại đất cát lai tạp, nên những người tuổi Bính Thìn mệnh này mang một tính cách thực sự thông minh, thường tự mâu thuẫn với chính bản thân mình. Vì thực tế cát thô đất mịn, họ mâu thuẫn biểu hiện ở chỗ, nhiều khi tính nết của họ không đồng nhất, có phần thất thường, có lúc lại rất tỉ mỉ và tinh tế, nhạy cảm, thông minh, nhưng có những lúc, sự tinh tế và nhạy cảm đó lại biến mất tiêu. Bản chất của mệnh thổ là điềm tĩnh, kiên định, khoan dung, niềm tin và khá bảo thủ, có lý tưởng sống của riêng mình. Có thể nói tuổi Bính Thìn là người khá khép kín, cô độc, ít bạn bè, những người mà họ coi là bạn bè thì phải nói là cực kỳ thân và may mắn. Họ sống nghĩa khí và dốc lòng giúp đỡ bạn bè đúng nghĩa một cách hết sức có thể, là người có đầu óc sáng tạo, tuổi Bính Thìn không đi theo lối cũ, luôn có những ý kiến, sáng kiến mới mẻ. Nhưng đặc biệt là luôn tuân thủ theo các nguyên tắc đề ra và kiên định theo nó đến cùng, mặc cho những suy nghĩ, ý kiến đóng góp từ người xung quanh. Người tuổi Bính Thìn mệnh sa trung thổ, bên ngoài cứng rắn kiên quyết, nhưng nội tâm lại khá mềm mỏng, hiền lành, nhân hậu, có phần đa cảm yếu đuối. Nếu quan sát kỹ bạn sẽ thấy họ có những biểu hiện như cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, lên dây cót tinh thần, nhưng ẩn đằng sau đó thì lại khác. Với đặc trưng tính cách của thiên mệnh sa trung thổ, bước sang tháng 4 âm lịch tới đây, tuổi Bính Thìn sẽ lấy lại được những gì đã bỏ ra. Đối với những người đầu tư làm ăn thì đây là giai đoạn hoàng kim để sinh lời. Bước sang năm 2023, tài vận của tuổi Bính Thìn sẽ được cải thiện đáng kể, không những có được khoản tiền lớn mà còn dư giả để đầu tư vào những việc khác. Cụ thể tử vi chi tiết từng phương diện của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 4 âm lịch. Tuổi Bính Thìn, tháng 4 âm lịch về mặt sự nghiệp. Tháng 4, tháng Đinh Tỵ với tuổi Thìn về phương diện công việc, sự nghiệp có nhiều sự thay đổi theo hướng tốt. Bản thân nên phát huy những điểm mạnh và tận dụng cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình. Để công việc, sự nghiệp phát triển thì bản thân cũng nên rèn luyện, tu dưỡng, hiểu mình, hiểu mệnh, nắm được thời vận và nỗ lực vươn lên, ắt mọi sự sẽ thành. Tháng này người tuổi Bính Thìn được nguyệt cản lệnh lâm quan đới và sao Thái Dương chiếu mệnh nên vận quý nhân vô cùng vượng. Dưới sự che chở của đối phương, mưu sự dễ thành, bạn thêm tự tin hành động độc lập tự chủ hăng hái và nắm quyền hành trong tay. Tinh thần làm việc trong tháng này lên cao khá rõ, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần. Đặc biệt, chức vụ, danh tiếng của bản mệnh ngày càng được củng cố vững vàng trong tập thể, con đường công danh sự nghiệp thẳng tiến về phía trước. Nhất là với những ai đang giữ các chức vụ quản lý, chủ quản hay người làm công chức nhà nước, tháng này công việc càng thêm thuận lợi và gặt hái được kết quả tốt. Cơ hội tiến thân đã đến, hãy khéo léo hành xử,
biến những điều không thể thành có thể. Người thông minh lanh lợi như bạn chắc chắn sẽ làm được điều mình muốn. Dù là làm công ăn lương hay làm tự do, người tuổi này đều có thể hài lòng với những gì đã đạt được. Bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được. Với những ai muốn khởi nghiệp hay thành lập công ty, khai trương cửa hàng, cửa hiệu, tháng này là thời điểm khá lý tưởng. Tranh thủ tận dụng sức mạnh từ cát tinh để đánh nhanh thắng nhanh, bạn chắc chắn sẽ thuận lợi, khẳng định quyền uy, nâng tầm phát triển công danh, sự nghiệp của bản thân. Dù vậy, vẫn nên tránh ngủ quên trên đỉnh vinh quang, tránh thái độ kiêu ngạo hay ngựa non háo đá, kẻo vận may bay biến. Trong quá trình làm việc, dù vấp pháp bất cứ trợ lực nào, cũng cần từ tốn, bình tĩnh để giải quyết, vừa khiêm nhường, lại không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Có như vậy, bạn mới không bị tụt hậu so với thế hệ trẻ hơn. Làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, đó chính là bí quyết giúp bạn thành công hơn nữa. Vì thế hãy dành chút thời gian để hoạch định các kế hoạch rõ ràng, sắp xếp lịch trình hợp lý, tinh thần vừa thư thái, lại dễ đạt hiệu quả cao. Tuổi Bính Thìn, tháng 4 âm lịch, về mặt tài lộc. Tuổi Bính Thìn thuộc ngũ hành thổ, lại gặp tháng mộc, có sự xung khắc, tuy trong nhóm tam hội, nên vì sinh quên khắc mà mọi việc dễ thành. Bản thân hãy tận dụng thời gian này để phát triển bản thân và sự nghiệp. Để tốt hơn, bản thân nên tránh va chạm xung đột mới cát. Trong tháng các khoản thu nhập đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái được thuận lợi, không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Người làm công ăn lương vẫn có nguồn thu chính tài đảm bảo, tuy nhiên tiền lương vẫn ở mức cũ chưa tăng, nếu có tăng cũng là những phần thưởng của lãnh đạo kích lên. Với sự chăm chỉ, cố gắng của bạn trong công việc, cấp trên cũng sẽ tạo điều kiện để cho bạn gia tăng thu nhập từ các nguồn thu phụ bên ngoài khác để giúp cải thiện về tình hình tài chính hiện tại. Với người làm ăn, kinh doanh, bản mệnh có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn trước, các cuộc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng đều diễn ra thuận lợi, bản thân bạn được hưởng lợi không nhỏ. Hơn nữa, Thái Dương cát tinh cùng báo hiệu, bạn còn dễ gặp được quý nhân, đó có thể là khách hàng nam, hoặc một người bạn kết giao lâu năm, mang tới cho bạn các cơ hội đầu tư, làm ăn ngon nghẻ, lợi nhuận thu về không nhỏ. Những ai có ý định khởi nghiệp trong thời gian này cũng nên quyết định nhanh chóng, vận khí đang lên, cơ hội nằm trong tay, chỉ còn đường đi, nước bước. Cụ thể ra sao thì bạn phải tính toán và lên kế hoạch cẩn thận, cứ mạnh dạn tiến hành và điều chỉnh dần theo hoàn cảnh thực tế, thành công sẽ tới. Tuy nhiên, bạn vẫn cần cẩn thận với các loại giấy tờ, ra soát kỹ càng để tránh sai sót, nhẹ thì bị phạt tiền, nặng còn liên quan đến kiện tụng pháp luật, không thể chủ quan. Bên cạnh đó, bạn cũng nên nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tích lũy tài chính. Người tuổi này dù có năng lực kiếm tiền, song vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích góp được nhiều. Vì vậy cần phải học lại cách chi tiêu tiết kiệm, khi đó bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động về tiền bạc mà không bị nó điều khiển nhé. Tuổi Bính Thìn, tháng 4 âm lịch, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng 4 âm lịch, không những người tuổi Bính Thìn có được điểm sáng trong vận trình công danh, sự nghiệp và tài lộc, mà về phương diện tình cảm cũng có những tín hiệu tích cực như một sự bù đắp tinh thần ít nhiều cho bản mệnh trong khoảng thời gian vừa qua. Tháng này có sao Thái Âm trợ đào hoa xuất hiện, nhờ thế mà đường tình duyên có phần hanh, thông thuận lợi hơn. Dù là người độc thân hay người đã có đôi, có cặp thì cũng đều có cơ hội để thể hiện tình cảm của mình và có thêm nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khi đón nhận tình cảm nồng nhiệt từ đối phương. Người độc thân cũng nên rõ ràng trong các mối quan hệ khác giới, dù là đào hoa mở ra nhiều cơ hội gặp gỡ và làm quen. Nhưng nếu bạn đứng núi này, trông núi nọ thì ắt sẽ rơi vào cảnh ngày lắm mối, tối nằm không. Vì vậy, tuổi Bính Thìn cũng nên đưa ra lựa chọn cho mình, do dự sẽ khiến bạn mất đi cơ hội tốt đẹp đến với mình nhé. Về gia đạo an yên, vợ chồng con cái không xảy ra xung đột, mâu thuẫn nào quá gay gắt, có chăng chỉ là chút xung đột nhẹ, nhanh chóng được giải quyết triệt để. Nguyệt lệnh lâm dưỡng xuất hiện cũng giúp nuôi dưỡng tình cảm cho các cặp vợ chồng sau bao tháng ngày xa cách lạnh nhạt. Hai bạn có thêm nhiều khoảng thời gian gắn kết và hiểu hơn về nhau, mối quan hệ nhờ vậy cũng được cùng trở nên tốt hơn. Tuổi Bính Thìn, tháng 4 âm lịch, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe tuổi Bính Thìn trong tháng này duy trì ở mức ổn định. Nhìn chung, thể trạng của bạn không xảy ra biến động lớn, có chăng chỉ là vì thời tiết giao mùa biến đổi thất thường, khiến bạn mắc các triệu chứng cảm cúm thông thường. Người tuổi Bính Thìn trong tháng, đôi khi bạn cũng khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải do làm việc quá sức hay sinh hoạt không điều độ. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần hơn, tuy công việc bận rộn lại thường xuyên gặp áp lực,
có thể khiến cho bản mệnh gặp tình trạng căng thẳng. Nhưng chỉ cần suy nghĩ lạc quan, tự tin thì mọi chuyện mới suôn sẻ thuận lợi, đừng tự tạo thêm áp lực cho mình. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi, thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, người tuổi này cũng nên chú trọng luyện tập thể thao. Đặc biệt là dân văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao thì càng cần chăm chỉ rèn luyện. Và bây giờ là tử vi chi tiết từng tuần cho tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong tháng 4 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 âm lịch. Bước sang tuần mới, sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn đầu tuần chưa có dấu hiệu khởi sắc, nhưng khoảng thời gian này dưới sự giúp sức của chính quan, bạn sẽ nhận được sự chú ý của cấp trên, bạn cũng đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người. Thiên quan và thương quan cảnh báo, trước nhiều khó khăn mà bạn có thể gặp phải, ngược lại trên phương diện tài lộc, bạn lại gặp được khá nhiều điều như ý, nhất là với người làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Kể từ giữa tuần trở đi, bạn tìm được nhiều cơ hội làm giàu, cuối tuần là thời điểm mọi sự cố gắng của bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng, thậm chí có một số người còn phát tài, dựa vào may mắn. Chuyện tình cảm của tuổi Bính Thìn có tốt, có xấu, vì thế mà bản mệnh cần chú ý cách cư xử của mình. Khi vợ chồng có mâu thuẫn, xích mích, bạn chớ có những hành động làm tổn thương nửa kia. Hãy bình tĩnh trò chuyện rồi đâu khác có đó, thậm chí đôi bên sẽ càng thêm hiểu và quý trọng nhau hơn. Quý nhân, Tý, Dần. Tiểu nhân, Mùi, Dậu. Màu sắc may mắn, cam, trắng. Con số may mắn, số 22, số 75 và số 91. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 âm lịch. Sự nghiệp của bản mệnh phát triển khá ổn định trong tuần lễ này, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần, thiên ấn và chính ấn cho thấy đây là lúc để bạn khẳng định bản thân, gây ấn tượng cho người làm lãnh đạo, bạn có thể đạt tới một vị trí cao dựa vào chính sức lực của mình. Tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu tăng tiến nhanh chóng vào cuối tuần, vì vậy trên thực tế, tuần này có thể là một tuần vất vả, không nghỉ ngơi của bạn. Tuy nhiên, đến khi cầm được đồng tiền trên tay, bạn sẽ thấy rằng những gì mình đã đánh đổi là hoàn toàn xứng đáng. Chuyện tình cảm không quá yên ấm, nhưng có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần, trải qua nhiều trắc trở, hai người đã dần tìm được cách dung hòa và bao dung cho nhau, tương lai đôi bên sẽ càng trân trọng nhau hơn nữa. Quý nhân, Dần, Mùi. Tiểu nhân, Hợi, Mão. Màu sắc may mắn, tím, đen. Con số may mắn, số 39, số 68 và số 11. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Theo tử vi tuần này, người tuổi Bính Thìn phải vươn lên khắc phục được khó khăn, mới mong khẳng định được giá trị của bản thân mình. Kiếp tài và tỷ kiên sẽ mang đến cho bạn nhiều rắc rối, bởi bạn chưa thực sự biết cách hài hòa với đồng nghiệp. Tuy nhiên, điểm mạnh của bản mệnh vẫn còn có nhiều cơ hội được cấp trên trọng dụng. Thiên đức các tinh cho thấy, chỉ cần bạn biết đâu là thời điểm cần khẳng định bản thân, thì chắc hẳn chuyện thăng tiến là hoàn toàn có thể. Tình hình tài chính không có nhiều điểm sáng trong khoảng thời gian này, đặc biệt là với người làm đầu tư, kinh doanh, vì vậy bạn chớ nên vội vã đưa ra quyết định đầu tư, bởi rất có thể đó là cái bẫy răng sẵn để bạn đặt chân vào. Nếu mù quáng, hãy bình tĩnh chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn. Chuyện tình cảm của tuổi Bính Thìn có những bước chuyển biến tích cực và rực rỡ nhất vào khoảng thời gian giữa tuần. Bạn và người ấy cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, dù có khó khăn xảy ra, đôi bên cũng thường xuyên trò chuyện và chia sẻ. Quý nhân, Dậu, Hợi. Tiểu nhân, Tý, Mùi. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. Con số phát tài, số 09, số 77 và số 54. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 4 âm lịch. Bước sang tuần cuối của tháng Ất Tỵ, người tuổi Bính Thìn hứa hẹn sẽ có những thành công bất chấp mọi cản trở. Nhờ vào sự cầu tiến của bạn, điều này có thể là lúc đầu bạn gặp khó khăn, nhưng sẽ vượt qua và kiên định với con đường đã chọn. Những điều bạn chưa dám làm thì tuần này đều được thực hiện. Khi thiên tài ghé thăm vào đầu tuần thì bản mệnh nên hành động ngay lập tức để gia tăng tiền bạc. Khó khăn sẽ lần lượt xuất hiện vào thời điểm giữa tuần, lúc đó thì phải ưu tiên các giải pháp an toàn, chớ nên liều lĩnh, kẻo lãnh hậu quả. Về tình cảm thì đây là một tuần tốt lành trong chuyện tình cảm và các mối quan hệ xã giao cho con giáp tuổi Bính Thìn trong thời gian này. Người độc thân có thể gặp được người trong mộng của mình ở một nơi ít ngờ nhất,
nhờ có Thái Dương phù trợ, cho nên cuộc sống của bản mệnh thời gian này hanh thông thuận lợi, thậm chí một số khó khăn trước đây còn được giải quyết. Quý nhân là tuổi Tý và tuổi Dậu, tiểu nhân tuổi Thân, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: ánh kim, xanh. Con số phát tài: số 45, số 47 và số 86. Quý vị thân mến, việc lựa chọn tuổi hợp làm ăn cũng vô cùng quan trọng trong vận trình của mình. Vậy người tuổi Bính Thìn hợp với tuổi nào trong giai đoạn này? Tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Thìn trong tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023. Người tuổi Tý. Năm 2023 của tuổi Bính Thìn có thể bớt đi vài phần khó khăn nếu bạn có được sự hỗ trợ của quý nhân tuổi Tý. Đó có thể là đồng nghiệp hay cấp trên, những người ở cùng môi trường làm việc với con giáp này. Nằm trong mối quan hệ tam hợp, khi Thìn và Tý kết hợp với nhau, có thể nhân đôi vận may của nhau về mọi mặt. Đặc biệt, nếu có thể hợp tác làm việc chung, kinh doanh, cả hai có sự ăn ý, mọi việc tiến hành suôn sẻ, sự hòa hợp này cũng sẽ thúc đẩy sự nghiệp phát triển suôn sẻ, tài lộc ngày càng dư giả. Người tuổi Thân. Quý nhân của tuổi Bính Thìn trong năm 2023 còn là người tuổi Thân. Theo đó, tuổi Thân có thể mang tới cho tuổi Bính Thìn những lời khuyên hữu ích, giúp bạn mở mang đầu óc, không còn bị xui xẻo che mở mắt trong năm hạn tam tai. Có thể nói hai người họ là một đôi bạn cùng có lợi và giữ được mối quan hệ lâu dài, cùng tạo dựng được sự nghiệp tốt, kiếm được nhiều của cải. Người tuổi Dậu. Theo tử vi năm 2023, người lớn trong nhà và là người tuổi Dậu chính là quý nhân của tuổi Thìn trong năm Quý Mão 2023. Đây sẽ là người đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích và phù hợp để Thìn sớm nhìn ra con đường phù hợp, bớt công sức tự mình mò mẫm. Đặc biệt với người độc thân, quý nhân này sẽ giới thiệu cho bạn những đối tượng triển vọng, hãy thử mở lòng đón nhận người khác. Kiểm năng vượng vận cho tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong tháng 4 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Lời khuyên dành cho người tuổi Bính Thìn trong tháng 4 âm lịch. Người tuổi Bính Thìn nên làm gì? Tháng này thuộc quan tinh, nên tốt cho chức vụ, quan lộc. Tuy nhiên, dễ va chạm bất mãn nhỏ, vậy nên bản thân hãy thấu đáo để bình an, nên tránh hơn thua đúng sai, tranh giành, tư lợi cá nhân mà mất đi cát lợi. Người tuổi Bính Thìn không nên làm gì? Không nên hùa theo mù quáng hoặc làm theo cảm xúc mà hung hại. Tháng này làm ăn thuộc tốt, nhưng khi làm cũng cẩn trọng không thừa, hãy làm tính tới hậu quả, cái tâm thì mới bền. Theo tử vi số học, những người sinh vào tháng âm lịch sau đã phải trải qua nhiều biến cố trong đời, nhưng từ khi bước sang năm 2023, cuộc sống của họ sẽ phát triển thịnh vượng, giàu có nhanh chóng. Và tháng 4 âm lịch được cho là thời điểm may mắn nhất đối với những tháng sinh sau. Người tuổi Bính Thìn, sinh tháng 2 âm lịch. Bính Thìn sinh tháng 2 theo lịch âm rơi vào tiết Kinh Chập, số phận may mắn, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thành công vang dội. Người này có địa vị khá cao trong xã hội, được nhiều người kính nể và ngưỡng vọng. Người cầm tinh con rồng, sinh tháng này trong năm, có tài trí hơn người, văn võ song toàn, có thể thăng tiến rất cao, như rồng bay về trời. Họ tự tin vào bản thân mình, luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan, song đôi khi có phần cố chấp, không chịu nghe theo ý kiến của bất cứ ai. Có điều, sự thành công là tấm huy chương đảm bảo cho con giáp này, giúp họ giành được lòng tin và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Sự nghiệp thăng tiến rất nhanh, như diều gặp gió, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng. Cả đời vinh hoa phú quý, con cháu đầy đàn, là mẫu người danh lợi song toàn, đại phú đại quý. Người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng 2 âm lịch thì có mệnh quý nhân, tài lộc dư dôi, có cơ may làm nên đại nghiệp, công thành danh toại, đức cao vọng trọng, địa vị thì giàu sang, nhiều người kính nể, có quyền có thế. Người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng 3 âm lịch. Người tuổi Thìn sinh tháng 3 âm lịch, trời đất và tiết thanh minh, người này thông minh nho nhã, là bậc kỳ tài. Ý chí kiên cường, họ không dễ dàng khuất phục trước khó khăn, công danh tiền tài như ý muốn, hoạn lộ hanh thông, luôn ở vị trí dẫn đầu, được nhiều người ngưỡng mộ. Tháng 3 âm lịch là tháng sinh của người cầm tinh con rồng, đa tài, đa nghệ, chí dũng song toàn, ôm trong mình nhiều hoài bão lớn, tham vọng ý chí ngất trời, có khả năng quản lý và lãnh đạo rất tốt. Người này có thể gây dựng được vị trí của mình, từ trong khốn khó, giành được sự chú ý của đám đông. Sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ nên vô cùng thuận lợi. Mưu sự tất thành, công việc suôn sẻ, cơ hội thăng tiến đến không ngừng, địa vị cũng theo đó mà lên cao mãi,
Thăng quan tiến chức không phải chuyện gì quá xa xôi, đa phần người này đều làm nên nghiệp lớn, vang danh bốn bể. Nếu người tuổi Thìn sinh vào tháng 3 âm thì được hưởng phúc khí, thông minh lĩnh ngộ, có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, công danh vinh lợi đủ đầy, sự nghiệp nhẹ bước lên mây. Người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch trong năm rơi vào tiết Tiểu Thử, người này cũng có tài năng, nhưng nếu sinh không đúng giờ cát lành thì cuộc đời dễ gặp phải nhiều điều trắc trở. Về sự nghiệp, tiền bạc thiếu thốn, khó khăn bùa vây, như rồng mắc cạn, như hổ xuống đồng bằng. Người tuổi Bính Thìn sinh tháng 6 âm lịch, đúng khi thời tiết bắt đầu nóng bức, tài hoa hơn người, nhưng lại chẳng được may mắn, luôn lỡ mất cơ hội chạm tay vào thành công. Cha mẹ anh em không giúp đỡ được nhiều, tuy học hành giỏi giang, thông minh lanh lợi, nhưng lại chẳng được thần may mắn đói thương. Nếu đi theo con đường kinh doanh tài lộc bất ổn, khi thăng khi trầm, lên xuống bất định. Tuy không lo chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng sự nghiệp cũng khó bề phát triển, kể cả có thăng tiến thì cũng không giữ được phong độ lâu dài. Người tuổi Bính Thìn sinh tháng 9 âm lịch. Trong năm tháng 9 âm lịch là Tết Hàn Lộ, người tuổi Thìn sinh tháng này tính tình điềm đạm, chín chắn, tâm địa thiện lương, trung thực, thật thà, cũng là người trọng chính nghĩa, sẵn sàng xả thân vì việc lớn. Họ có tâm tạo phúc nên được hưởng phúc dày, vạn sự như ý, cát cánh bình an. Người tuổi Bính Thìn sinh tháng 9 âm lịch, ôn hòa, nho nhã, hiền lành đôn hậu. Tuy nhiên cũng có lúc người này có phần cố chấp, ngang ngạnh, song vẫn kiểm soát được bản thân, khí chất bộc lộ ra ngoài, thể hiện tài trí hơn người, khiến những kẻ xung quanh đều phải kinh ngạc. Họ dũng cảm đối đầu với khó khăn, không lùi bước trước trở ngại, lại được quý nhân giúp đỡ khá nhiều, nên cuộc đời nhiều phần suôn sẻ. Dù có thất bại, nhưng họ cũng không lùi bước mà kiên trì nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, nên tài lộc đủ đầy, hạnh phúc ngập tràn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.